Uông Bí, thành phố giàu tiềm năng của tỉnh Quảng Ninh đang từng ngày chuyển mình mạnh mẽ để khẳng định vị thế trong sự phát triển toàn diện của tỉnh. Năm 2024, một năm đầy thách thức nhưng cũng là năm đánh dấu nhiều thành tựu quan trọng trong công cuộc phát triển kinh tế của địa phương. Lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiếp tục là động lực tăng trưởng chính, với giá trị sản xuất ước đạt trên 46.600 tỷ đồng, tăng trên 77,5% so với cùng kỳ. Cụm công nghiệp Phương Nam trở thành điểm sáng thu hút đầu tư mạnh mẽ, góp phần thực hiện hiệu quả nghị quyết phát triển công nghiệp chế biến chế tạo. Các sản phẩm công nghiệp chủ lực của Uông Bí như than, điện, xi măng, cơ khí đều giữ vững sản lượng, góp phần tích cực vào sự ổn định kinh tế. Lĩnh vực thương mại, dịch vụ tiếp tục là động lực phát triển quan trọng, với tổng mức lưu chuyển hàng hóa ước đạt 26.500 tỷ đồng, tăng hơn 22,7% so với năm trước. Bên cạnh các lễ hội truyền thống hàng năm, du lịch Uông Bí còn nổi bật với các sự kiện đặc sắc như chương trình Uông Bí chào hè và các sản phẩm du lịch mới tại xã Thượng Yên Công, mang đến trải nghiệm độc đáo cho hơn 3,45 triệu lượt khách, góp phần đạt doanh thu 1.925 tỷ đồng. Nông nghiệp Uông Bí dù chịu ảnh hưởng nặng nề của bão số 3 Yagi nhưng vẫn đạt được kết quả đáng khích lệ. Vùng vải chín sớm Phương Nam mang lại doanh thu trên 60,8 tỷ đồng, tiếp tục khẳng định thương hiệu sản phẩm nông nghiệp địa phương. Cùng với đó, thành phố triển khai mạnh mẽ công tác trồng rừng và bảo vệ môi trường với quyết tâm khắc phục thiên tai, phát triển bền vững. Thành phố đang tiếp tục đầu tư mạnh mẽ các hạ tầng, quyết liệt chỉ đạo giải ngân vốn đầu tư công, tập trung vào các dự án trọng điểm, nâng cao chất lượng đô thị loại 1 hiện đại và đồng bộ. Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2024 ước đạt trên 3.780 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu đề ra. Thu ngân sách địa phương đạt trên 2.027 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu đề ra. Thành phố cũng dẫn đầu trong chuyển đổi số cấp xã, đảm bảo dịch vụ công hiện đại, nhanh chóng và minh bạch, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân. Địa phương cũng tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh doanh với 132 doanh nghiệp mới được thành lập trong năm 2024, đạt 100% kế hoạch. Đây là minh chứng cho sự hấp dẫn và thân thiện của môi trường đầu tư tại thành phố. Thành công trong lĩnh vực kinh tế năm 2024 là kết quả của sự đồng lòng và quyết tâm từ các cấp ủy đảng, chính quyền đến nhân dân thành phố Uông Bí. Với đà phát triển mạnh mẽ, Uông Bí tự tin hướng tới một tương lai tươi sáng hiện đại, xứng đáng là điểm sáng trong phát triển kinh tế của tỉnh Quảng Ninh.